Xin chào tất cả các bạn, tôi Linh Hùng đây, hiện tại đang có mặt ở tại khu vực phòng ngủ của gia chủ Cô Mai ở thành phố Ninh Bình. Thế đây trong video này tôi chia sẻ các bạn là những cái lưu ý, những cái kỹ thuật mà thi công trong quá trình thi công, tức là những cái lưu ý mà trong quá trình mà để đảm bảo cái nền gỗ được sau khi mà hoàn thiện xong nó được chắc chắn, đảm bảo cái độ phẳng, đảm bảo cái độ tránh trường hợp mà bị rỗng ở bên dưới. Thế thì đấy, trước khi mà làm thành gỗ thì có cần lưu ý cái nền trước khi mà hoàn thiện thành gỗ hay không? Thì xin giới thiệu các bạn là đấy là điều rất là quan trọng. Đấy, quan trọng bởi vì các bạn là muốn cái nền làm sao nó đảm bảo chắc chắn. Hai là tránh trường hợp mà nó dốc lên rồi sổ thì nó rất là ảnh hưởng đến cái thời gian sử dụng của sau này, và đồng thời cũng là cái trải nghiệm khi mà các bạn lát lên rồi mà có cái độ gồ ghề cảm thấy rất là khó chịu. Đấy, mà thực tế là khi thi công rất là khó khăn. Thế thì trước khi mà làm cái sàn gỗ này, hai cái điều lưu ý để các bạn quan tâm, để tránh trường hợp mà khi bạn xây nhà mà không để ý cái việc đấy là rất là ảnh hưởng rất là lớn. Thứ nhất đấy là cái nền nhà là phải phẳng. Đấy, phẳng biết nghĩa là sao? Phẳng tức là tất cả những cái mà hồ hay là những cái vật liệu bụi bẩn hay là những cái gì đó liên quan đến cái nền ấy là phải sạch sẽ hết và phải được phẳng. Và ta phẳng gần như là tuyệt đối. Đấy, mình đáp nhà thì các bạn đáp nhà, nền nhà thì các bạn phải được đảm có độ phẳng rất là quan trọng. Cái việc thứ hai, nền nhà là phải khô, tức là phải khô, tránh trường hợp là khi các bạn mà vừa đổ nền xong, cán nền xong, sau đó một vài hôm là bắt đầu các bạn đã thi công sàn gỗ này, thì cái tránh trường hợp là khi mà làm như vậy thì cái độ ẩm phía dưới cái nền nó sẽ lên, thì nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cái sàn gỗ như này, làm cho cái thời gian sử dụng của sàn gỗ nó không được bền. Và đồng thời là khi mà các bạn đi vào sử dụng những cái độ ngủ, khi bắt đầu nước bốc lên thì sẽ xảy ra trường hợp mà bề mặt của cái sàn gỗ nó sẽ bị chảy mồ hôi, thì khi đó nó không được cái có thể. Đấy là cái hai cái điều rất lưu ý khi mà các bạn chuẩn bị thi công sàn, hoàn thiện sàn gỗ như này. Thì ở đây gia chủ đã sử dụng cái sàn gỗ công nghiệp. Đấy, thương doanh Malaysia. Chất liệu này thì các bạn đây là 1/2 và chiều dài thì nó hơn 1 mét. Đấy, 1/2 và chiều ngang cũng rơi vào 15 phân. Đấy, thì là cốt xanh chống ẩm và cái bề mặt thì là chịu được trầy xước AC5. Đấy là cái điều mà gia đình Cô Mai lựa chọn cái màu như này. Và toàn bộ khu vực ở tầng 2 và tầng 3 được sử dụng với diện tích là hơn 100 m2 của sàn, để sử dụng cho toàn bộ sàn gỗ này. Thì các bạn lưu ý nhé, là trước khi thi công là cái cán nền nó rất là quan trọng, bởi vì là rất là nhiều nhà có thể là không quan tâm cái đấy, hoặc là có thể là quan tâm nhưng mà với cái sàn rộng ví dụ đánh cốt nền nó phải đảm bảo theo đúng yêu cầu. Ok, thế giờ tôi chia sẻ các bạn là một video để lưu ý trước khi mà hoàn thiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.